Em chào anh chị ạ, em là Hiểu Thương, tên thật là Nguyễn Ngọc Linh và em đến từ công ty Tuệ Quang, nhà phân phối của Gen Talent tại Hà Nội. Ngày hôm nay thì em cùng với các anh chị đã kết thúc khóa học đào tạo chuyên viên tư vấn sinh trắc vân tay 21 ngày của Gen Talent. Lần đầu tiên thì em muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến với chị Nhật, chị Linh cũng như toàn thể đội ngũ đã làm nên một chương trình học vô cùng bổ ích cũng như là để mang đến rất nhiều giá trị cho các bạn tư vấn viên. Thông qua chương trình học này thì ngoài lời cảm ơn ra, em cũng có thêm một số góp ý cũng như là chia sẻ với em về chương trình học như sau. Điều đầu tiên đó là phần học nào mà em cảm thấy tâm đắc nhất và giá trị nhất đối với riêng cá nhân em. Thì trong quá trình học tập thì cũng là lúc em đang đi tìm hiểu một câu hỏi, một bộ tài liệu làm như thế nào để cho các bạn cộng tác viên có thể tư vấn bản sinh trắc demo miễn phí đến với khách hàng, vừa thỏa đáng được với mong muốn của khách hàng mà vừa có thể cho khách hàng cái việc đưa ra quyết định ngay lập tức làm bản sinh trắc vân tay đầy đủ. Thì lúc trước em rất là mơ hồ và rất là khó truyền đạt với cả các bạn cộng tác viên cũng như là khách hàng phần này. Tuy nhiên là sau bài chia sẻ, sau phần giảng dạy của chị Linh thì em đã có cái nhìn từ tổng quát đến chi tiết, cách thức cụ thể ra làm sao rất là dễ dàng, rất là dễ hiểu và có thể truyền đạt lại được cho các bạn cộng tác viên cũng như là khách hàng. Và em rất là tâm đắc về phần này. Phần thứ hai mà em tâm đắc đó chính là phẩm chất, cái tâm của người đi tư vấn. Thực sự thì thời gian đầu em thấy rất là chưa thích nghi được với cái việc giảng dạy của chị Linh. Tuy nhiên là thời gian sau thì vì những điều chị mong muốn, vì tâm huyết, vì sự yêu nghề, vì sự nhiệt tình của chị, nên em đã học tập từ chị được rất là nhiều thứ và cũng hy vọng là sẽ học tập từ chị được thật thật nhiều thứ nữa. Suy cho cùng thì kiến thức hay kỹ năng thì đều là những thứ mà mình có thể học được, nhưng thái độ đấy vẫn là cái mà bản thân mỗi người phải tự rèn luyện và tự có. Và một lần nữa thì em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Linh về sự cố gắng của chị cũng như là về những thứ mà chị đã cố gắng để trao đi đến với cả tất cả các bạn tư vấn viên. Phần thứ ba đó là trong cái bài tổng 11 bài tham vấn thì có một phần em rất là tâm đắc thuộc về phần 3, đó là hình thái thông minh và 9 chỉ số cơ bản. Thì ở đây nó có rất là nhiều biểu đồ trong cái 9 hình thái thông minh. Thì em có lúc trước em không hề hiểu và cũng không biết tư vấn với khách hàng cụ thể làm sao. Tuy nhiên là qua cái phần của chị Linh chia sẻ, phân tích cụ thể dựa trên chủng, dựa trên từng thang chỉ số, thì em đã có cái nhìn tổng quát hơn, biết kết hợp các chỉ số làm sao, và từ đó sẽ đưa ra cho khách hàng thêm được một tập thông tin rất là hay và thêm rất là nhiều giải pháp nữa. Giá trị nào trong khoa mang đến tính ứng dụng cao nhất? Đương nhiên là tất cả những kiến thức, những kỹ năng, những phong cách giao tiếp về sinh trắc, về chuyên môn sinh trắc, về chuyên môn giao tiếp, về não bộ mà anh chị truyền đạt cho các tư vấn viên thì chắc chắn là tất cả mọi người sẽ đều ứng dụng điều đấy rồi. Nhưng mà đối với riêng bản thân em thì có một điều mà em thấy giá trị nhất cũng như là có tính ứng dụng cao nhất để sau này khi em làm bất kỳ một việc gì thì em cũng sẽ ứng dụng nó vào như sau. Đó là cái việc mà cách mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Học vào lúc 4:30 sáng ạ. Vâng ạ, khóa học này bắt đầu vào lúc 4:30 sáng và kết thúc lúc 6:00 sáng. Trước đến nay thì chưa bao giờ em học một khóa học nào mà có thời gian nó khắc nghiệt như vậy. Thực sự phải nói là khắc nghiệt và rất là nhiều khó khăn, cũng như là phải cố gắng và nỗ lực rất là nhiều để vượt qua nó. Lúc đầu khi em nhận cái lịch là 4:30 sáng ấy, thì trong đầu em tự nhiên hiện lên một cái suy nghĩ là tại sao lại học một cái giờ đấy nhỉ? Và kể với ai hay là nói chuyện với ai trong công ty hay là bạn bè thì đều thắc mắc một điều là sao mày học vào cái giờ gì mà quái gở thế. Nhưng mà không sao cả, rồi thì mọi thứ cũng đã vượt qua. Có những lúc em cảm thấy rất là mệt và rất là buồn ngủ, nhưng mà nhìn thấy các chị có các bé, có con, có các bé bên cạnh và các chị vẫn học tập rất là chăm chỉ, chăm chú và nhiệt tình. Từ đấy thì em cũng cố gắng học tập và cố gắng vượt qua được cái giai đoạn khó khăn đấy. Nó có hỉ lộ ái ố, có từ vui, có từ quyết tâm sang chán nản, buồn và buồn ngủ, chính xác là buồn ngủ. Và khi vượt qua nó rồi thì nó hình thành cho em một thói quen, một phong cách sống cũng như là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời trong thời gian vừa qua. Và chắc chắn rằng sau này khi em muốn hình thành một thói quen mới hay là làm bất kỳ một công việc gì thì bài học về 4:30 sáng sẽ là một nguồn động lực rất là lớn cho em. Và cá nhân em cảm nhận riêng và mong muốn của em sau khóa học này thì trước khi đến với khóa học này thì em là một tư vấn viên mới bắt đầu sinh trắc khoảng 6 tháng thôi. Em tự học mọi thứ, không có theo một ai bài bản cả. Tự học qua rất là nhiều kênh thông tin khác nhau, có rất là nhiều câu hỏi đặt ra. Và sau những gì chị Linh cũng như chị Nhật chia sẻ thì em đã trả lời được những câu hỏi đó, đồng thời củng cố rất là nhiều kiến thức cho mình về chuyên môn sinh trắc.
Mong muốn của em sau khóa học này đó là chị Nhật và chị Linh có thể thường xuyên tổ chức các buổi off Zoom một tuần một lần để các tư vấn viên có thể cùng nhau chia sẻ những trường hợp thực tế mà mình gặp trong tuần, hay là có thể chia sẻ thêm một số workshop như là làm nắm bắt tâm lý khách hàng như thế nào, làm sao để đưa sinh chắc đến với cả cộng đồng lớn hơn. Đó là một số mong muốn của cá nhân em. Vâng, cảm ơn anh chị rất nhiều.